Thưa quý vị, vẫn là câu chuyện về giám sát viên địa học một Andrew Đỗ và con gái của mình, Raymond Đỗ. Linh đọc cho quý vị nghe bài viết. Orange County yêu cầu điều tra tổ chức của con gái Andrew Đỗ không chịu hoàn trả hàng triệu đô la. Santa Ana, California. Hai giám sát viên Orange County đang yêu cầu biện lý cuộc của Orange County, văn phòng Bộ trưởng Tư pháp California và Bộ Tài chính Mỹ điều tra Hội Việt Mỹ, gọi tắt là VAT, tổ chức bất vụ lợi có liên hệ với con gái của ông Andrew Đỗ, giám sát viên đại diện địa hạt 1, theo nhật báo The Orange County Register hôm thứ Tư ngày 14 tháng 8. VAT bị soi sau khi không cung cấp được bằng chứng họ chi tiêu phù hợp hàng triệu đô la mà ông Andrew Đỗ trích trong ngân sách của địa hạt của ông để trao cho tổ chức này nhằm lo bữa ăn cho người nghèo trong thời gian có đại dịch COVID-19. Orange County đang đòi VAT trả lại khoảng 4.2 triệu USD, trễ nhất là ngày 26 tháng 8. Hôm trước các bạn nghe Linh đọc báo nói là đòi 2.2 triệu đô, nhưng mà VAT nói là không có chịu trả. Họ nói là họ không trả, thì bây giờ Orange County đòi 4.2 triệu. Vẫn giữ cái ngày cuối cùng là 26 tháng 8. Và ông Leon B, luật sư của quận Hạt, loan báo nếu cần, văn phòng của ông sẽ đề nghị kiện để lấy lại tiền. Hôm nay chúng tôi cùng nhau hỗ trợ và khuyến khích luật sư của quận Hạt quyết liệt theo đuổi việc đòi lại tiền đóng thuế của người dân mà VAT và Hand-to-Hand, tức là Hand-to-Hand Relief Organization và giới chức của họ không giải trình được bằng mọi cách hợp pháp. Giám sát viên Katrina Foley ở địa hạt 5 và giám sát viên Vincent Sarmiento địa hạt 2 cho hay trong thông cáo chung công bố vào sáng thứ Tư. Vì luật sư của VAT và S2S rõ ràng dùng chiến thuật câu giờ, cản trở và không chịu hồi đáp, chúng tôi không hề tin hai tổ chức này sẽ đưa ra bằng chứng chi tiêu hợp pháp hoặc tự nguyện trả lại tiền. VAT được tài trợ hơn 10 triệu USD từ ngân sách công, hầu hết thông qua khoản ngân sách của địa hạt ông Andrew Đỗ, để lo bữa ăn cho người cao niên nghèo năm 2020 và 2021. Số tiền này được trích từ tiền trợ cấp chống COVID-19 cho Orange County. Ông Andrew Đỗ bị chỉ trích vì không công khai con gái của ông, cô Ryan Nong Đỗ, 22 tuổi, từng giữ vai trò lãnh đạo VAT, mặc dù điều đó không vi phạm chính sách quận hạt hay luật của tiểu bang. Liệu VAT sẽ bị điều tra hình sự hay dân sự và liệu văn phòng của ông Andrew Đỗ cũng bị điều tra hay không, bà Foley nói tùy cơ quan điều tra. Trong khi đó, giám sát viên Don Garner, địa hạt 3, chủ tịch hội đồng giám sát cho hay bà Foley và ông Sarmiento yêu cầu cơ quan bên ngoài điều tra là không cần thiết vì Orange County hiện đã làm mọi việc trong thẩm quyền để buộc VAT phải chịu trách nhiệm. Bà Kim Lee S, một phát ngôn viên biện lý cuộc của Orange County, từ chối nói về yêu cầu của bà Foley và ông Sarmiento. Thứ Tư tuần trước, một ngày sau khi ông Stanley Scott Winchell, luật sư của VAT, cho báo OCR hay tổ chức này sẽ không trả lại tiền vì họ đã hoàn thành công việc đúng hợp đồng với quận hạt, giới chức Orange County đã tăng số tiền đòi từ 2.2 triệu lên khoảng 4.2 triệu USD. Thứ Tư tuần này, khi báo OCR gọi điện thoại, ông Winchell cũng từ chối nhận xét về yêu cầu của bà Foley và ông Sarmiento, đồng thời cho biết ông không đại diện VAT kể từ ngày 13 tháng 8. Ông nói đó là thỏa thuận giữa hai bên, không rõ VAT có thuê luật sư khác hay chưa. OCR cho biết cũng có liên lạc với S2S và giám sát viên Andrew Đỗ vào hôm thứ Tư.
nhưng chưa được hồi âm. Mới đây, VAS cũng sa thải nhóm kiểm toán viên của công ty Bull Group sau khi nhóm này thông báo sẽ chính thức xác nhận VAS không tuân thủ yêu cầu lưu giữ sổ sách chi tiêu tiền tài trợ của quận hạt. Về việc thay đổi luật sư và kiểm soát, giám sát viên Warner nói với OCR rằng điều này làm ông quan ngại. Từng là luật sư nên tôi chứng kiến nhiều chuyện, nhưng trường hợp này rõ ràng là không tốt. Quý vị thấy họ thay công ty kiểm toán, rồi bây giờ thay luôn cả luật sư. Hình ảnh này không tốt một chút nào, ông Warner đã nói. Giám sát viên Deuce Chaffee ở địa hạt tư, phó chủ tịch hội đồng giám sát, cũng ủng hộ việc phải đòi lại số tiền chi tiêu không rõ ràng này. Ông nói với OCR, luật sư của quận hạt đã theo đuổi chuyện này từ khi được hội đồng chú ý. Chúng tôi đang mạnh mẽ tìm cách lấy lại số tiền này, cũng như yêu cầu nộp hồ sơ đầy đủ liên quan đến VAS và S2S. Tôi ủng hộ cố gắng của luật sư quận hạt để bảo đảm là số tiền đóng thuế của người dân phải được bảo vệ và chi tiêu một cách đúng đắn. Orange County cũng đang đòi S2S trả lại 3 triệu USD. Thưa quý vị và các bạn, quý vị vừa nghe những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc mà giám sát viên địa hạt 1 Andrew Đỗ đã rót tiền xuống công ty VAS mà con gái của ông 22 tuổi có một thời gian dài làm giám đốc của công ty này. Những vụ lùm xùm này thì đây là cái thông tin mới nhất. Một bài thì đăng vào ngày thứ Tư, một bài đăng vào ngày thứ Năm. Thì Linh đọc cho quý vị nghe và chúng ta sẽ cùng theo dõi coi sự việc này nó sẽ đi đến đâu. Và Linh luôn cập nhật thông tin về cái vụ việc này cho quý vị và các bạn. Coi như đây là một cái tiếng chuông cảnh báo mạnh mẽ, giống lên thật vang, thật to, thật kêu, để cho các vị dân cử, những ai mà muốn vào dòng chính để mà liếm láp phết phẩy, để vinh thân phì gia, thì hãy lấy đây là bài học. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Nhớ cho Linh một cái like. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.